Chào quý vị các bạn, hôm nay mình lại đón một xe Suzuki Serio phục vụ mọi người trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Hiện tại chiếc xe Suzuki Serio cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá và cũng như tặng phụ kiện rất hấp dẫn. Xe có 4 màu: đỏ, trắng, xanh, bạc. Đây sẽ là màu đỏ. Serio là chiếc xe đô thị cỡ nhỏ, tuy nhiên nó có nội thất rất rộng rãi, được thiết kế Suzuki thiết kế tối ưu, nên nội thất với kích thước rất nhỏ nhưng mà có nội thất là rộng, cũng là tương đương là gần nhất phân khúc. Serio sẽ cùng phân khúc với các chiếc xe Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wago, là Honda Brio, là VinFast Paris. Tuy nhiên giá bán của nó rất cạnh tranh trong so với các cái chiếc xe vừa mình vừa kể trên. Hiện tại nó có hai phiên bản số sàn nó chỉ rơi vào khoảng hơn 300 triệu và phiên bản số tự động là rơi vào khoảng 350 và sẽ có khuyến mãi giảm giá thêm. Cụ thể chi tiết về giảm giá và các cái phụ kiện tặng thêm thì xin mời quý vị các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Ngoài ra bên mình cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá cũng như tặng phụ kiện đối với các dòng xe khác của Suzuki như chiếc Suzuki Swift, Suzuki Ertiga hay các dòng xe thương mại, xe tải, xe 5 tạ, xe Sucoq, xe 9 tạ. Serio được trang bị đầy đủ màn hình cảm ứng, camera lùi. Đó là chiếc xe đô thị rất tiết kiệm xăng với chỉ 4 lít cho 100 km đường trường, chỉ nhỉnh hơn chiếc xe máy một chút thôi. Thật ra chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan nên khung gầm thân vỏ nó rất cứng cáp và chắc chắn, nội thất rộng rãi. Là bên mình đang có sẵn xe giao ngay và như mình nói cũng đang có chương trình khuyến mãi thêm. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này cũng như các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy liên hệ mình qua số điện thoại trên và hãy ấn like và subscribe ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.